Nhà máy thủy điện Krông Đô Ba có vốn đầu tư 685 tỷ đồng, công suất lắp máy 18 MW, cung cấp sản lượng điện 63,51 triệu kWh mỗi năm. Cũng trên nhánh sông Đắk Krông Đô, Tập đoàn Trung Nam đang xây dựng nhà máy thủy điện Krông Đô 2 với tổng số vốn đầu tư là 1.408 tỷ đồng, có công suất lắp máy là 30 MW. Trung bình mỗi năm cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia ước tính 105,87 triệu kWh. Lãnh đạo công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Đô cho biết, nhà máy thủy điện Krông Đô 2 kết hợp với nhà máy thủy điện Krông Đô 3 tạo thành bậc thang thủy điện trên nhánh sông Krông Đô đã được quy hoạch. Đối với công tác vận hành thì đơn vị luôn luôn là chấp hành tuân thủ vận hành theo đúng cái quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Hàng năm thì đơn vị cũng cho diễn tập các cái tình huống phòng chống lụt bão theo đúng các cái phương án đã được Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng phê duyệt hàng năm. Cùng với hai nhà máy, trong hơn 10 năm với 3 dự án thủy điện trực tiếp đầu tư và các dự án tái tạo như điện gió, điện mặt trời, Tập đoàn Trung Nam Group đang phấn đấu trở thành một trong những công ty tư nhân tiên phong trong việc cùng chung vai với các công ty truyền thống giải quyết bài toán năng lượng quốc gia.